Ôi đẹp quá. Ôi mai vàng nè, rất là một cái góc trời luôn nha. Đẹp quá. Ôi mấy cái mai này đẹp chưa kìa. Wow, đẹp thế. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Pota Let's Go. Và hiện tại thì Pota đang có mặt ở tại công viên Phú Nhuận Gò Vấp và rất gần với nhà của Pota luôn. Và đương nhiên rồi, đây là Sài Gòn các bạn ạ. Và đằng sau của Pota đó là hoa mai, những cái chậu mai đang là nở rực luôn. Và bây giờ thì Tết đã đến rất là gần rồi các bạn ạ. Và các bạn biết không, người đi ở trong Sài Gòn thì người đi tấp nập luôn. Và hôm nay đã là sát Tết rồi. Các bạn nhìn thấy không khí không? Tấp nập, rộn ràng. Và trở lại Sài Gòn thì vợ ta thấy rằng là trời ơi, một cái không khí nó vui tươi gì đâu ấy. Đương nhiên rồi, không phải chỉ là Tết mà là mình được trở lại quê hương của mình để ăn Tết cùng với gia đình nên là rất là vui. Và hôm nay thì hãy đi cùng với vợ ta, chúng ta sẽ cùng đi đón cái không khí, đi hưởng cái không khí mà Tết ở tại Sài Gòn nha các bạn nhá. Đầu tiên đó là hoa mai, không thể thiếu được ở tại miền Nam, đó là hoa mai. Những ngày Tết đó là những cái thời gian mà hoa mai nở. Đó các bạn chỉ coi, và ta đang đứng bên cạnh một cái chậu mai đó. Và không phải chỉ một chậu đâu, đây là cả một cái khu vực bán mai luôn, nhiều lắm. Những cái chậu mai cực kỳ đẹp. Đây là chậu mai, đẹp quá trời luôn các bạn ạ, vàng rực luôn. Và ở kia thì các cái chậu mai đang được đưa lên xe tải để mà đưa về nhà để trưng đấy các bạn. Đấy, kia cả các bạn kìa, quá trời đẹp đi. Và đây thì một cái góc trời, một cái khu vực này luôn, cả một khu vực là vàng rực với mai vàng đó. Và chú này đã chọn được một cái hai cái chậu mai nho nhỏ xinh xắn đây. Chào chú nhá. Dạ chị, năm nay bán được không ạ? Dạ bán đại. Cũng được đúng không? Thôi cố gắng nha chị ha. Dạ. Đó, và các bạn biết không, là mọi người bây giờ đang trong cái không khí để mà đón Tết đó. Đó, rất là những cái chậu mai này rất là đẹp luôn. Xin chào anh. Dạ, năm nay bán được không anh? Dạ, cũng tạm tạm mà chứ không. Tạm tạm hả? Vâng. Hơi ế nhiều. À, ế nhiều hơn à. Thôi cố gắng anh nha. Bắt tay anh cái. À, rồi chào anh nha. Đây, và các bạn ạ, những chậu mai ở đây được các nhà và vườn, những nghệ nhân đây chăm sóc đẹp quá. Và nhìn chậu cây mai đấy đi, đẹp giống mai luôn đó các bạn. Đó. Rồi các bạn ơi, đây là khu vực công viên Gò Vấp Phú Nhuận, nơi mà có một cái chợ hoa mai, một cái chợ hoa Tết cực kỳ đẹp ở đây luôn. Và bây giờ các bạn đang thấy là mọi người vẫn đang là mua sắm, mua đi ra đây chọn những cái gốc mai, những cái cành mai về để trưng Tết này các bạn này. Quá trời luôn. Đó, ở đằng kia là một chiếc xe. Ở kia là một cái chiếc xe. Ngoài hoa mai ra thì ở đây còn có là hoa giấy này, hoa mai chiếu thủy này, hoa màu gà, hoa cúc này, các loại hoa luôn. Chúng ta hãy nhìn đến chỗ này đi, vàng rực luôn rồi các bạn. Wow. Hôm nay là bọn ta sẽ cho các bạn ngắm hoa nhé, thoải mái ngắm hoa luôn. Đứng ở đây các bạn, mình mới thấy không khí Tết nó phải nói nó cực kỳ sôi động luôn, mà cảm thấy là nó rất là, mình thấy nó cực kỳ là vui, thích, rất là thích. Đặc biệt là được quay trở lại quê hương mình đón Tết ở trong một thành phố lớn nhất nước, sôi động nhất nước luôn đó. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi
chúng ta sẽ đi ngắm toàn bộ cái khu vực này nhé các bạn nhé. Và hôm nay người đồng hành cùng với Bota đó là em trai. Hey. Ok, bây giờ đi nào. Tấp nập cảnh người mua người bán và những cái chậu hoa, chậu bông đang được mang về nhà. Đó. Wow, ở đây có một cái chậu mai lớn chưa kìa. Wow. Đẹp thế. Rực nhờ. Rực vàng luôn cả khu vực này. Và không phải chỉ có con đường này đâu mà ở phía trong cũng có nữa. Quá trời luôn. Rồi ở bên này. Này, ở phía trong đây này. Quá trời luôn, quá trời luôn. Mình đi vào được không? Đi vào trong đi. Đi vào trong đây xem nào. Ở trong đây nó như thế nào. Nhiều quá. Và không khí Tết đã đến rất là sát rồi. Một cái Tết ở đây mai vàng mà nó nở như thế này. Đây này, đi này này, đi này đi. Mai vàng nó nở như thế này thì báo hiệu một cái Tết và nó rực rỡ luôn nha các bạn. Hy vọng là năm nay nó sẽ rất là tốt. Và bên cạnh đó thì du khách cũng đến đây để tranh thủ chụp với những cái bông hoa mai. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Đây là cả một cái khu vực mà người ta bán hoa. Có cả cây gì vạn thọ nữa nè. Ở trong đây trưng cả hoa vạn thọ nữa. Đó. Mai đẹp quá. Rất là nhiều. Rồi bây giờ quay lại bên kia đi. Quay lại bên kia, đây có những chậu hoa giấy này. À bên này có cúc nữa này. Đấy, hoa cúc. Đây, chú này đã chọn được một cái chậu mai rất là đẹp. Và đây là công viên Gò Vấp, công viên Phú Nhuận. Khung cảnh mà mọi người đi lại tấp nập luôn. Đây là một cái công viên rất là lớn ở rất gần nơi bà ta ở. Đó đây, bà ta thì ở tại Gò Vấp mà. Đó, vậy nên là chỗ này nó rất là gần. Nên là ra đây quay luôn, giới thiệu luôn cho mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi để xem. Đi để cảm nhận cái không khí Tết ở tại Sài Gòn nhé các bạn. Cái chợ hoa này lớn đấy nhờ. Tính ra chợ hoa này là một trong những chợ hoa lớn ở tại Sài Gòn đấy chứ. Đấy. Hết mai này rồi tới vạn thọ này, màu gà này, hoa cúc này. Ôi trời ơi, cúc mâm xôi nữa nè. Đấy. Wow, nhiều ghê. Đẹp quá. Rực rỡ nhờ. Cả một cái góc luôn các bạn. Đây, những cái cốc mâm xôi vẫn đang được đưa về nhà nè. Đẹp quá. Nè, nhà đấy đã chọn được. Hello em. Đó, rồi cúc mâm xôi này. Mấy cô này đã chọn được mấy cái bông cúc. Đấy, cúc mâm xôi. Hoa cúc đẹp nhờ. Quá đẹp đi. Ồ, hoa giấy mà uốn như này đẹp ghê ha. Rồi. Đây là những cái chậu những cái bông hoa cúc nho nhỏ. Đó, mọi người xa hồ đến đây mà lựa chọn luôn nha. Chúng ta sẽ đi trên một vài tuyến phố ở tại Sài Gòn để cảm nhận cái không khí Tết đang đến với thành phố lớn nhất của cả nước nha các bạn. Và đây là đường Trường Sơn. Nếu mà các bạn nào mà đến với Sài Gòn á thì các bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ đi trên con đường này. Ở đây có một cái gọi là cái gì nhỉ? Cổng chào à. Rất là đẹp. Một biểu tượng rất là đẹp luôn. Đó. Và lúc nào trên con đường này cũng rất nhiều xe vì đây là cửa ngõ từ sân bay mà đi vào trong nội thành, đi vào trong quận nhất. Và chúng ta sẽ cùng ngắm cái hệ thống giao thông. Và bây giờ thì mọi người những người mà làm xa đó các bạn thì đã về quê rồi. Và ở đây thì
bây giờ thì còn hầu hết là những người đang là ở tại Sài Gòn hoặc là những ai mà không về quê đó, và các bạn vẫn thấy số lượng xe rất là lớn, rất là đông đi lại ở trên cái những cái con đường. Và mọi người dường như rất là vui tươi, hối hả trong cái không khí chuẩn bị Tết cũng như là trong không khí Tết này. Đây là Lăng Cha Cả, vòng xoay Lăng Cha Cả. Bây giờ thì đến đường Hoàng Văn Thụ. Wow, trước nhà này trưng một cái cây mai to thế. Ai cha, trần thế. Wow, to thế nhờ. Đấy là một cái cửa hàng kinh doanh. Bây giờ thì như các bạn đang thấy thì các cửa hàng kinh doanh ở đây đã hầu như đã đóng cửa rồi, bởi vì là hôm nay đã là ngày 30 Tết nên là mọi người đã đóng cửa nghỉ Tết rồi. Chỗ này cũng có một cái khu vực bán hoa nhỏ ở tại đây. Rồi đây là ngã tư Bảy Hiền, nơi giao của đường Cách Mạng tháng 8 này, đường Lý Kiệt, giờ quẹo đường Lý Kiệt ha. Ngã tư Bảy Hiền, chúng ta sẽ đi vào đường Lý Thường Kiệt. Đường Lý Thường Kiệt thì có trường Đại học Bách Khoa, là trường đại học cũ nơi bọn ta học ngày xưa. Đi đường nào cũng đông đúc hả các bạn? Đây là chợ Tân Bình nằm trên đường Lý Thường Kiệt. Chợ Tân Bình, một ngôi chợ rất là nổi tiếng và là một nơi buôn bán rất là sầm uất luôn. Là một trung tâm kinh tế lớn, và không phải lớn nữa mà là lớn nhất Việt Nam, nên là lúc nào không khí ở tại Sài Gòn cũng rất là tấp nập, cũng hối hả, cũng sôi động. Và những ngày Tết này thì không khí ngày càng là sôi động hơn. Và điều đó các bạn cũng có thể cảm nhận rất là rõ qua màn hình hả các bạn. Wow, chỗ này bán rất là nhiều luôn này. Ở đây cũng có, đây không biết có phải là chợ hoa không, nhưng mà bán hoa bên đường này. Wow trời. Đây. Đây. Quá trời hoa. Rực vàng luôn nha. Đó, và mọi người vẫn đang đi chọn cho mình những cái chậu hoa để trưng Tết. Ôi, cả một cái dãy đường này luôn. Ôi, những cái chậu cúc này sao mà to thế nhờ. Uầy, hình dáng thật đấy. Nhìn nó to gì đâu. Một dãy đường này là những các cái cửa hàng bán hoa kiểm, cây cảnh. Và đây, đây là trường Đại học Bách Khoa. Đây các bạn, đây đó, BK Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Đại học Bách Khoa này các bạn này. Đó, chỗ này. Và đây là khuôn viên của trường Đại học Bách Khoa.
Và hôm nay thì cũng tiết lộ với các bạn rằng là ngôi trường phía sau lưng của Pattaya đây chính là Đại học Bách Khoa, và đây là ngôi trường cũ mà Pattaya đã học đại học. Đây. Đó. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ lại đi để cảm nhận cái không khí Tết ở tại Sài Gòn nhé các bạn. Đây là khu vực của Phú Thọ, nhà thi đấu Phú Thọ. Và ở đây cũng có một cái chợ hoa Tết ở đây. Và đến chỗ này thì quá trời tấp nập luôn. Đó. Đây mọi người đang dừng lại để mua những cái chậu hoa cho mình. Những cái cây hoa mai đẹp quá, năm nay hoa đẹp quá các bạn ơi. Ở đây có hoa gì? Đương nhiên là hoa mai rồi. Rồi hoa màu gà, hoa vạn thọ, hoa cúc, quất nữa nè. Đây, đã mua được những cái cây quất rồi. Rồi có cả hoa gì? Cái hoa gì rất là thơm tên là gì? Nguyệt quế. Có hoa nguyệt quế, hoa mai chứa thủy. Rồi mấy cái cây cảnh, cả những cây bonsai, hoa giấy. Còn loài hoa gì nữa ta? Có cả ớt nữa. Ớt cảnh. À, đây là những cái chậu quất nè, quất đẹp thế. Đây là một chợ hoa lớn, một chợ hoa xuân lớn ở tại Sài Gòn. Và những cái chợ hoa xuân này nó tô điểm cho cái không khí Tết, và nó làm cho không khí Tết trở nên cực kỳ vui tươi ha các bạn. Đó, và ở đây thì chỗ này thì mọi người vẫn đang đi để mà mua những cây hoa, những cái chậu hoa để trưng Tết. Và Sài Gòn thì rất là phát triển các bạn ạ. Nơi đây nếu mà đến đây thì các bạn sẽ nếu lần đầu đến thì các bạn có lẽ sẽ choáng ngợp đó, bởi vì số lượng người nó rất là đông đúc, và thứ hai nó là mức độ phát triển đô thị cũng khá là nhanh. Và Sài Gòn lớn lắm các bạn ạ. Nếu các bạn đi mà tham quan Sài Gòn, nếu mà muốn đi hết ấy, thì một ngày đi không hết nha các bạn. Các bạn chắc phải dành mấy ngày để đi. Những cái cúc mâm xôi đẹp quá. Không khí nhìn các bạn chúng ta chỉ cần đi mà nhìn ngắm cái không khí này thôi cũng đã cảm thấy là tự nhiên trong lòng nó vui vui rồi các bạn. Và vui phơi phới đó, và cảm nhận được một cái không khí Tết, mình thấy là nó rất là phấn khởi. Và điều đó cực kỳ tốt cho cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là sau một năm trời mình làm ăn rất là mệt mỏi đúng không? Và căng thẳng, thì bây giờ là những cái giây phút mà chúng ta thư giãn. Những cánh hoa mai đẹp quá. Rồi có cả những cái quả dưa hấu. Đúng rồi, sẽ không thể không nhắc đến đó là những quả dưa hấu các bạn ạ. Dưa hấu ngày Tết tuyệt vời, ăn rất là ngon, mát. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nha, trên một số cái con đường Tết nhá. Cái đoạn này có những cái hàng cây, những cái cây cao chưa? Các bạn nhìn đẹp không? Thẳng tắp luôn và rất là mát. Ở Sài Gòn thì bây giờ những cái đoạn đường mà có những cái hàng cây như này hiếm lắm. Chỉ còn đoạn này với đoạn Nguyễn Thị Minh Khai nhờ thì còn. Còn các đoạn đường khác thì không còn nữa rồi. Những đoạn đường mà có những hàng cây đẹp như thế này. Và đây là đoạn đường Lý Thường Kiệt nha các bạn. Đẹp ghê. Đây là đường Hồng Bàng và chúng ta đã đi qua khu vực của quận 5. Quận 5 là ở quận 5 hay quận 6 ta, là nơi của người Hoa nhỉ? Quận 5 đúng không? Ok. Và các bạn ạ, quận 5 là nơi mà có rất nhiều người Hoa sinh sống. Nếu mà các bạn mà đến Sài Gòn thì các bạn có thể đến khu vực quận 5 này. Những tiểu thương, những cái người Hoa ở tại Việt Nam nói riêng này, nói chung này, và tại Sài Gòn nói riêng á,
thì sống ở tại quận 5 cực kỳ nhiều luôn. Và nếu các bạn đến đây thì các bạn sẽ dễ bắt gặp những cái gì nhỉ, gọi là những cái biển hiệu mà tiếng Hoa đó. Cái gì? Phốt Kiều Plaza. À, đây là Phốt Kiều Plaza đấy hả? Có bây giờ thành màu xanh rồi à? Và dòng người dòng xe tấp nập đi qua một cái ngã tư ha các bạn. Đó. Đường xá Đồng Khánh. Hôm nay là ngày cận Tết rồi nên các bạn đã nhìn thấy những cửa hàng cửa hiệu cũng đã đóng cửa. Đó, để mà nghỉ Tết. Chứ còn nếu không thì khu vực này nó cực kỳ đông đúc sầm uất luôn. Phía cuối con đường này là một cái nhà thờ đẹp quá, nhà thờ Francisco Xavier. Ồ, nhà thờ đẹp nhờ lần đầu tiên mình biết này. Rồi, có tiếng Hoa ở trên nữa cả. Của người Hoa. Ồ, hay nhỉ. Ô, nhà thờ đẹp thế. Giờ anh mới biết nhá. Hay quá nhở. Ok, được rồi. Đây là nhà thờ Francisco Xavier ở của người Hoa ở tại Sài Gòn. Một ngôi nhà thờ nhỏ nhắn nhưng mà rất là cổ kính, nhìn đẹp. Đây là những cái khu buôn bán của người Hoa. Và các bạn và ra tiết lộ cho các bạn nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy những cái cửa hàng kiosk sập xệ vậy thôi nhưng mà người dân giàu lắm đó các bạn, giàu khủng khiếp luôn á. Đây là khu đây là bến xe chợ lớn. Bây giờ vẫn còn à? À, bây giờ là xe buýt đúng không? Đúng rồi, đây là bến xe chợ lớn này. Bây giờ các xe đều ra miền Tây rồi mà đúng không? Ra bến xe miền Tây hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đang đi trên đường Tháp 10. Một cửa hàng bán vàng bạc. Và phía trước chúng ta đó chính là chợ Bình Tây. Đó, một ngôi chợ này là... Có ngôi chợ này có phải là Hoàng Anh 100 năm rồi đúng không? Chợ chắc rồi đó. À, vậy hả? Tức là lâu năm nữa rồi nhỉ? Chợ cổ đấy. Đây là một ngôi chợ nổi tiếng và cổ kính. Và các bạn nhìn cái kiến trúc này. Đẹp ghê á. Chợ Bình Tây. Và hôm nay thì cũng đã nghỉ Tết rồi. Nghỉ thôi bởi vì một năm rồi mà. Một năm làm ăn, một năm buôn bán tất bật rồi. Bây giờ phải nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà chỗ này khung cảnh vẫn là cực kỳ sôi động nhờ. Và nếu mà để mua bất cứ một thứ gì các bạn muốn mua nhá, thì các bạn đến khu vực này, khu vực xung quanh chợ Bình Tây này, các bạn có thể mua được bất cứ một thứ gì các bạn cần mua cho cuộc sống hàng ngày. Kể cả các bạn muốn buôn bán gì thì các bạn cứ đến đây, tại vì đây là khu vực chợ đầu mối đó các bạn ạ. Chỗ này người ta bán cái pháo bắn đấy đúng không, coi là pháo bắn đúng không? Pháo hoa đăng. Thôi, cái này là nó nổ hay là cái nó chỉ bắn ấy lên thôi? Bắn rồi. À. Không phải pháo của quân đội. À rồi. Chợ Kim Biên. Còn đây là chợ Kim Biên, chợ chuyên bán hóa chất. Chợ này là chợ hóa chất. Ở đây có tất cả các loại hóa chất mà các bạn cần mua, muốn mua. Chợ này bây giờ đi khác rồi. À thế à? Bây giờ chợ giờ đi đâu? Không nhớ. Đây, khung cảnh mua bán tấp nập ở tại các khu chợ của người Hoa Sài Gòn.
Hôm nay thì trong cái hành trình này chúng ta sẽ trong video này chúng ta sẽ đi lướt thôi các bạn. Đó. Còn nếu mà để đi từng ngôi chợ này thì thôi các bạn ơi, khám phá cả ngày, cả tuần, cả tháng không hết đâu các bạn. Lớn lắm các bạn ạ. Sài Gòn có quá nhiều điều để chúng ta có thể khám phá luôn. Và bà ta nói là cứ lần nào đi về quê, đi về Sài Gòn thì sẽ cố gắng để mà giới thiệu thật là nhiều để cho bạn bè gần xa, các bạn, những người đang xem trên kênh của bà ta sẽ được biết thêm và hiểu biết thêm về Sài Gòn. Đi ra ngoài đường bờ kinh hay là đi được trong thành phố? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống hầm chui, bắc ngang qua sông Sài Gòn. Đây là một con đường chạy phía dưới của lòng sông nha các bạn. Quận nhất là qua quận 2 và Thủ Thiêm là thuộc quận 2. Khu vực bên này đường nó phải là mười mấy làn đấy nhá. Ghê. Đây, quận trái thôi. Quay ngược lại. Woo.
kia mới á. Và phía xa kia chúng ta đang nhìn thấy đó là Landmark 81, là khu vực những cái tòa building rất là cực kỳ nhiều ở tại Sài Gòn, nằm ngay cạnh sông Sài Gòn luôn. Và trong cái hành trình này chúng ta sẽ đi qua một cái cầu mới. Nó là cái cây cầu gọi là cầu Thủ Thiêm 2. Đây là một cây cầu dây văng rất là đẹp, mới được khánh thành ở tại Sài Gòn, nối giữa quận 1 và quận 2. Trong hệ thống những cái cây cầu băng qua sông Sài Gòn ở tại thành phố Sài Gòn. Và chúng ta đang nhìn thấy kia đó là cây cầu Thủ Thiêm 2, một cây cầu có kiến trúc có một cây kiến trúc đó là dây văng. Wow, và bên này cũng có một cái chợ hoa nữa này, chợ hoa Tết quận 2. Thôi chúng ta chỉ đi qua thôi nha. Đó. Và bây giờ thì mọi người vẫn đang là mua sắm. Đấy. Những chợ hoa Tết rất là nhiều, chợ hoa Tết ở tại Sài Gòn, vì Sài Gòn rất là lớn các bạn ạ. Đây là cây cầu Thủ Thiêm 2, một cái cầu dây văng rất là đẹp vừa được khánh thành. Và chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Hiện tại thì bà ta đang đứng phía trước của cây cầu Thủ Thiêm 2, một cái cầu mà nhìn từ xa rồi các bạn thấy nó rất là đẹp phải không? Bởi vì đây là một cái cầu mà có một cái kiến trúc mà thật sự là khi mà đang xây dựng thì bà ta đã thấy nó sẽ là đẹp rồi. Bởi thứ nhất là nó bắc qua sông Sài Gòn, thì một con sông quá đẹp ở tại Sài Gòn. Và cái thứ hai là kiến trúc của nó, và đây là cái cầu dây văng nằm giữa trung tâm của Sài Gòn luôn, nối giữa quận 1 và quận 2, vừa được khánh thành, vừa được khai trương xong. Và sẽ đưa chúng ta đi từ quận 2 qua quận nhất và quận nhất về quận 2. Và vừa rồi thì các bạn đã vừa nhìn thấy những cái con đường, những tuyến phố, những tòa nhà ở tại Sài Gòn nó rất là phát triển, rất là hiện đại. Cái hệ thống giao thông cũng đã được xây dựng và phát triển, được đầu tư phát triển trong những năm qua và trở nên hết sức hiện đại luôn các bạn ạ. Và đến đây bảo ta ngay như bảo ta thôi là một người ở tại Sài Gòn, nhưng mà khi quay lại đây cũng cảm thấy là ồ, sao bây giờ Sài Gòn nó thay đổi nhanh đến thế, thay đổi nhiều đến thế các bạn. Có cái tháp truyền hình kia kìa. Bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường Lê Duẩn. Nếu mà các bạn này nhìn coi, các bạn có thể nhìn thấy đằng xa kia. Đó chính là Dinh Độc Lập. Đây là phủ tổng thống ngày xưa của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó các bạn. Và con đường thẳng tắp dẫn đến Dinh Độc Lập. Diamond Plaza. Bên này là nhà thờ Đức Bà, vẫn chưa xong nhờ, đang được tu sửa, vẫn chưa hoàn thiện.
Đây công viên Lê Thị Riêng gì vậy? Có công viên Lê Thị Riêng là gì? Có cái công viên này Thống Nhất. Có công viên Thống Nhất. Và kia chính là Dinh Độc Lập, một cái công trình kiến trúc rất là đẹp. Đó. Còn đây là con đường mà cái người đã khai sinh ra tiếng Việt của Việt Nam các bạn. Đó là con đường mang tên Alexander Road ở tại Sài Gòn. Nằm ngay phía trước của Dinh Độc Lập luôn. Đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phía trước của Dinh Độc Lập. Đây là Dinh Độc Lập đây. Một biển chúc mừng năm mới phía trước. Một công trình kiến trúc. Ngày xưa đây là một công trình kiến trúc chính trị mà bậc nhất, quan trọng bậc nhất ở đây. Và các bạn có thể vào đây để mua vé tham quan Dinh Độc Lập. Đây là một cái địa điểm cực kỳ thu hút khách du lịch luôn. Ok. Phía trước Dinh là công viên nha các bạn, và nhà thờ Đức Bà. Đây là đường Pasteur. Những quán cà phê đông đúc, chật ních chỗ luôn. Đó. Và những ngày Tết này thì nó càng chật hơn khi mà các quán cà phê đã nghỉ rất là nhiều rồi. Rất nhiều quán nghỉ Tết nên là những chỗ này càng đông đúc hơn. Và ngôi thánh đường. Đây là nhà thờ ở tại Sài Gòn. Và trước của ngôi nhà thờ đó là tượng Đức Mẹ. Và nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là một điểm mà hầu hết ai đến Sài Gòn cũng sẽ đến để mà check in, bởi nó mang tính chất biểu tượng rồi. Là Đồng Khởi. Con đường này sẽ dẫn chúng ta đi ra đường Nguyễn Huệ đúng không? Ok. Đây là những cái con đường mà gọi là sang trọng và đắt đỏ bậc nhất ở tại Sài Gòn. Và không khí Tết, các bạn có thể cảm nhận được không khí Tết ở đây ha các bạn. Mọi thứ nó diễn ra rất là một cái không khí nó hối hả, một không khí rất là sôi động. Sài Gòn là một thành phố rất là cực kỳ năng động nha các bạn. Ở đây có nhà hát lớn này. Đây là khu vực của nhà hát lớn. Có lẽ là trong chương trình đêm giao thừa hoặc là chương trình Tết thì sẽ có những cái chương trình hòa ở đây đây, diễn ra trước nhà hát lớn này. Rồi bây giờ thì đường Hoa Nguyễn Huệ đã được mở rồi đấy. Nhưng mà mình chỉ đi cắt ngang qua thôi nhá. Không vô được đâu. Rồi. À đây rồi. Đây khu vực trong này là đường Hoa Nguyễn Huệ này. Một cái khu vực phố đi bộ. Và ngay bây giờ thôi đã có rất nhiều người đã đến với vườn hoa Nguyễn Huệ để vui xuân rồi. Ở đây thì chúng ta đang đi đến với khu vực của sông Sài Gòn và chỗ kia là bến cảng Nhà Rồng. Bến cảng Nhà Rồng thì quá nổi tiếng rồi các bạn, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi lên chiếc thuyền làm cái người đầu bếp hay là người hầu bếp đó, đi tìm con đường
làm cách mạng cho cách mạng Việt Nam. Và đây là khu vực của đường Hoa Nguyễn Huệ. Đây. Đó, với linh vật là đi thẳng đến tí để nhìn con linh vật đấy nha. Thấy. Đây, linh vật là một chú mèo. Ok. Kia là một cặp mèo linh vật của năm 2023 này đó các bạn. Đó, và bây giờ thôi thì các bạn đang nhìn thấy là mọi người đang đến đây rất là đông để mà check-in vui xuân và check-in với linh vật và đi chơi đường Hoa Nguyễn Huệ rồi ha các bạn. Đó, và không khí Tết bây giờ đã đến rồi. Mọi người đang là vui chơi sau một năm làm việc. Và đường Hoa Nguyễn Huệ này thì bắt đầu ở tại phía trước của trên đường Nguyễn Huệ nha các bạn. Còn đường này thì nó đi gần khu vực của sông Sài Gòn. Đó, và ở tại đây thì cũng có một cái sân khấu, và trong những ngày Tết này sẽ có chương trình ca nhạc ở tại đây. Kìa sân khấu kìa các bạn. Đó. Và đây là khu vực của bến cảng Nhà Rồng là ở đây đây. Và đường kia sẽ đưa chúng ta đi qua quận 4. Và đó là không khí đón Tết. Và Tết ở tại Sài Gòn các bạn, một không khí cực kỳ sôi động luôn. Và hôm nay là một ngày trời nắng tuyệt vời như này, với những sắc mai vàng. Và kia là linh vật của năm 2023, những chú mèo rất là đẹp. Và ta thì đang đứng tại cái con đường đầu của con đường đi bộ, phố đi bộ, phố Hoa ở tại đường, đây là đường Nguyễn Huệ ở tại Sài Gòn. Và Sài Gòn là một trung tâm kinh tế lớn nhất ở cả nước, đóng góp rất lớn cho GDP cũng như là vào ngân sách của quốc gia. Và người Sài Gòn thì cực kỳ năng động, thành phố Sài Gòn cũng cực kỳ năng động. Và đến với Sài Gòn là đến với biết bao nhiêu, đến với những cái cơ hội để làm ăn, để sinh sống nha các bạn. Và được quay trở lại Sài Gòn để đón Tết, được hưởng cái không khí Tết này, thật sự bà ta cảm thấy cực kỳ vui luôn, cực kỳ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được trở lại quê hương của mình và được ăn Tết ở tại nơi đây. Và xin chào các bạn, xin mời các bạn hãy đến với Sài Gòn, quê hương của Pota nhé các bạn nhé. Và Pota sẽ còn thực hiện rất nhiều cái hành trình để khám phá Sài Gòn, cũng như để chia sẻ và những cái góc của Sài Gòn, những cái về cuộc sống Sài Gòn, cũng như là về những cái gì đó đẹp nhất ở tại Sài Gòn cho các bạn nha các bạn. Và hãy chờ đón những hành trình thú vị ở tại Sài Gòn của Pota nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Pota. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình thú vị tiếp theo. Bye bye.